đến rồi đây. Chúc anh chị một ngày vui vẻ và tốt lành nha. À, hôm nay em sẽ chia sẻ một cái chủ đề, đó là tại sao phải mua giày tại shop giày nữ Bình Dương. Tại vì thường thường là mỗi một tỉnh, mỗi một cái địa phương đều có rất là nhiều shop và kinh doanh buôn bán rất là nhiều, là mình mua ở đâu cũng được. Nhưng mà nếu anh chị ở cái khu vực Bình Dương mình, có thể ghé trực tiếp tại shop em để xem và được thử nhiều mẫu. Một, đó là cái điểm mà cần lưu ý nhất là nó gần nhà. Là khi anh chị mình đi làm về tối hoặc khuya quá đều có thể ghé. Tại vì shop hoạt động từ 7 giờ rưỡi sáng cho đến 22 giờ tối, là lúc 10 giờ khuya của mình là shop mới đóng cửa. Là khi nào anh chị mình rảnh ăn cơm nước xong mình ghé vẫn được. Thứ hai, đó là có nhiều mẫu cho anh chị lựa chọn. Tại vì ghé shop thì có rất là nhiều mẫu. Nhiều khi em up hình này kia nọ, nhưng mà anh chị không thể nào mà mình xem mà nó dễ bằng ghé trực tiếp. Thứ ba, đó là được thử trực tiếp vô chân mình nè, và được sờ, được nắm và được thử cái chất liệu, cái vải hoặc là cái da của cái đôi giày đó, sao mình mang vô chân có nó có hợp với cái chân mình không, nó có hợp với cái màu da của mình không. Và đặc biệt nữa là cái mình đi, khi mình đi tiệc hoặc là mình mặc đi chơi này cái nọ, mình mang nó có thoải mái được hay không. Đó là những cái điểm lưu ý khi là mình ghé được trực tiếp tại shop. Cái thứ tư đó là được đổi size, đổi mẫu tùy thích mình luôn. Ví dụ như về mà anh chị mang mà ở đây mình đi ít, mình thấy nó vừa chân, nhưng mà khi mình đi về mình mang cái thời gian sẽ thấy nó thử chân thấy nó chật quá, đi tới lưu nhiều chật quá, mình có thể là ghé shop mình đổi size luôn. Đó rồi. Và một điểm nữa là nếu khi mà mình mua mình tặng quà cho giống như cho cô giáo, cho bạn bè, quà sinh nhật hoặc là những cái ngày kỷ niệm gì đó mà mang không vừa chân, hoặc là cái người mà mình được tặng á mà không có thích mẫu đó, mình có thể ghé để mình đổi mẫu hoặc là đổi size theo cái ý muốn của mình nữa. Thứ năm đó là được bảo hành trọn đời luôn. Là khi mà anh chị mang á, ở đây đặc biệt là không có ghi giấy bảo hành cho khách, nhưng mà được bảo hành trọn đời là giống như là khi nào anh chị rảnh mình đem ra cũng được, không có giới hạn thời gian. Tại vì khi mà em gửi cho anh chị một cái biên lai hoặc một cái phiếu để gửi cái giấy bảo hành, nhưng mà thường thường những cái giấy đó không có giữ được. Tại vì thường thường thời gian nó sẽ mất. Mà khi mất á, là cái những cái shop mà người ta cho mình cái giấy bảo hành đó là người ta sẽ không có bảo hành cho mình. Và đặc biệt ở shop em là không có ghi giấy bảo hành cho khách, là khi nào khách đem ra cũng được hết trơn. Là em có thể sửa được cái gì cho khách, em sẽ làm hết mình của mình, chứ không phải mà mình kỳ nào hoặc là mình cái giới hạn 3 tháng, 4 tháng. Là khi mà ví dụ mình lâu lâu mình đi ít mang quá thì để thời gian nó hay bị bung keo, thì mình không có mang được cái đôi giày, mình bỏ thì rất là phí. Và thứ sáu đó là hàng được mới liên tục luôn. Tại vì mỗi một tháng, mỗi một tuần hàng nó cứ cập nhật. Thường hàng là dép thì nó hơi thời trang, thì nó được cập nhật mới liên tục cho anh chị luôn. Thứ bảy là không những shop mình có giày nữ mà lại có giày nam nữa. Ví dụ như anh có chở chị đi mua thì anh cũng có thể lựa cho anh một cái đôi giày, hoặc là cho con trai chị, cho con gái chị. Tại vì size ở đây của em là thường trung bình là từ 35 đến 39 là những cái chân nhỏ, còn 40 đến 43 đến 45 tùy theo cái size của nó. Rồi mấy bé bây giờ chân nó rất là to, tầm 10 tuổi là có thể mang được 35, hoặc 7 tuổi, 8 tuổi là cũng mang được rồi. Mấy em bây giờ nó hay phát triển nhanh lắm, nên cái chân của nó, cái chiều dài của nó cũng rất là to, nên rất là dễ mang. Đó là những cái lý do cơ bản mà anh chị nên ghé một cái shop dài trực tiếp để mình mua và mình lựa chọn mẫu. Đó là những cái điểm sơ lược em có thể chia sẻ đến anh chị có thể xem. Nếu anh chị ghé xem mà không được mẫu, hoặc là nếu mình thích mẫu mà mình chưa có điều kiện để mình mua, hoặc là chưa có nhu cầu để mình khi mình mua, hoặc là chưa có nhu cầu để mình khi mình cần, thì anh chị có thể ghé vào lần sau để mình mua, mình thử chân, để mình thích hợp, mình mang cái gì cho nó đẹp và nó tiện lợi cho mình. Đó là những cái chia sẻ của em về những cái lưu ý mà hỏi tại sao khách nên ghé trực tiếp để mình mua giày. Đó là lý do. Nếu cả nhà yêu thương có thể like, comment cho em ý kiến nha. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới tiếp theo. Em cảm ơn và em chào anh chị.